và các bạn, việc xác minh nguồn gốc đất là một điều rất quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp, cũng như làm căn cứ và điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy hồ sơ xin xác minh nguồn gốc đất đai cần những gì? Và trong tiểu mục Q&A của chúng tôi sau đây sẽ giải quyết những thắc mắc này. Khi có nhu cầu xác minh nguồn gốc đất đai thì cá nhân, tổ chức chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ sau đây. Thứ nhất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ hai, hộ gia đình hoặc cá nhân cần cung cấp ít nhất một trong những loại giấy tờ sau. Giấy tờ quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký dụng đất hoặc sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tạo quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất. Giấy tờ giao nhà tình nghĩa hoặc nhà tình thương gắn liền với đất. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được xác định là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi Ủy ban Nhân dân xã. Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở theo quy định của pháp luật. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng. Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sử dụng đất đã được xác nhận bởi Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện hoặc cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó. Hộ gia đình hoặc cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014. Giấy xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng đối với trường hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Thứ ba, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, bản sao. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo liên quan đến dự án khu đô thị Nam đường Vành Đai 3, thành phố Hà Nội, The Menno Central Park do công ty cổ phần Biteco đầu tư. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tính toán, xác định giá đất để giao cho nhà đầu tư cho dự án theo đúng quy định pháp luật, phải bảo đảm không gây thất thoát tài sản của nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cần sử dụng kiểm toán để đảm bảo khách quan, minh bạch trong việc thực hiện thanh toán hợp đồng BT với nhà đầu tư. Công ty cổ phần Biteco có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề thực hiện hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật. Theo đánh giá của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh bất động sản tại thành phố đến nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang dần hồi phục cả về tỷ lệ tăng trưởng và doanh thu so với đầu năm. Nguồn cung nhà ở thương mại cao hơn cùng kỳ năm trước. Số liệu thống kê cho thấy hoạt động kinh doanh bất động sản tại thành phố 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm 8,71% so với cùng kỳ. Trước đó, 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm 11,58%. Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 10 tháng đầu năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh ước tính đạt 186.662 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Trước đó, 6 tháng đầu năm, giảm 8,3%. Nguồn cung nhà ở được đưa ra thị trường trong 11 tháng đầu năm 2023, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường bất động sản vẫn chưa thể có được tính thanh khoản như kỳ vọng cả gần năm nay. Thế nhưng báo cáo nghiên cứu của thị trường lại cho thấy giá bán chỉ tăng chứ không hề giảm như người mua nhà mong đợi. Một trong những nguyên nhân chính được phân tích là do nguồn cung đang vượt cầu quá chênh lệch. Báo cáo của Bộ Xây dựng, giá bán căn hộ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng. Giá trung bình tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm, đạt gần 51 triệu đồng một mét vuông. Trên thị trường thứ cấp, các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Gia Lâm tăng trên 3%. Nhận định thị trường, nguyên nhân xảy ra hiện tượng giá cao tăng lên đi ngang chủ yếu là sản phẩm thuộc các trung tâm thành phố lớn do nguồn cung thị trường khan hiếm, quỹ đất gần như không có. Ngoài ra những chi phí phát sinh từ vật liệu xây dựng hay tắc nghẽn dự án.
chúng ta thấy là các sản phẩm ra sau thì đều cao hơn sản phẩm trước. Cái yếu tố để mà làm được đó thì các cái sản phẩm đều phải đầu tư các cái sản phẩm nhiều hơn, ví dụ như là các cái tiện ích, các cái mức độ hoàn thiện cao hơn. Thì với tất cả những cái yếu tố đó thì chắc các bạn là tôi khẳng định là với các cái sản phẩm nhà ở và đặc biệt là trung tâm thành phố thì chỉ có thể đi ngang hoặc là tăng lên thôi chứ không thể giảm được. Nhu cầu rất là lớn. Thế thì rõ ràng đây là nó hoàn toàn nó đang phụ thuộc vào yếu tố thị trường là chính và các yếu tố áp lực của những cái việc tăng giá của các chi phí hiện nay trên thị trường, kể cả từ đất đai, từ xây dựng, thuế đất rồi mọi thứ vẫn tăng. Thế thì đấy chính là những cái áp lực, cho nên chúng tôi cho rằng đấy là yếu tố cơ bản đến từ thị trường tạo ra áp lực làm tăng giá. Các chuyên gia nhận định hiện thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái và hiện nay thị trường gần như đã chạm đáy, sau đó bắt đầu thời điểm cuối năm nay thị trường sẽ sớm hồi phục. Theo đó, mức giá cũng sẽ được ổn định khi bài toán về nguồn cung được giải quyết. Vấn đề lớn nhất của thị trường hiện nay vẫn nằm ở việc hạn chế về nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung nhà ở. Nhưng các chính sách và nỗ lực của chính phủ thời gian vừa qua đã hỗ trợ gỡ dần các điểm nghẽn về nguồn cung. Trong thời gian tới, sau khi các chính sách và luật sửa đổi được thông qua, chúng tôi kỳ vọng một kịch bản rằng thị trường sẽ đón nhận thêm nguồn cung mới và trở nên sôi động hơn. Thị trường bất động sản hiện tại là những cái cơ hội khá tốt dành cho những cái nhà đầu tư trong những năm khó khăn này. Có thể là một cái bước chuyển mình mới để các nhà đầu tư có thể thay đổi về chiến lược kinh doanh cũng như là về những cái phương hướng thay đổi của mình về bất động sản. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn này, các chủ đầu tư cần phải suy nghĩ và đưa ra các sản phẩm có tính bền vững cho tương lai, tập trung vào các yếu tố vị trí, chất lượng xây dựng, quản lý, vận hành và bền vững. Trình xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của một ngân hàng với vị trí đắc địa nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dù đã được xây dựng xong nhiều năm nhưng vẫn quây tôn lãng phí do không có lối đi vì vướng một dãy kiosk đã tồn tại từ lâu không di rời. Đây là dự án trụ sở làm việc kiêm kho tiền của một ngân hàng, nằm ở vị trí khá đắc địa là vị trí Nam đường Đại Cồ Việt. Dù đã được hoàn thành cách đây 3 năm, thế nhưng không thể đưa vào sử dụng vì một mặt tiếp giáp với đường Đại Cồ Việt, có dãy kiosk tồn tại hơn 30 năm chắn ngang. Ngoài vị trí mặt tiền tòa nhà vướng dãy kiosk, ba mặt còn lại của tòa nhà tiếp giáp với những con ngõ nhỏ và tiếp giáp với các hộ dân. Do có nhiều vướng mắc xung quanh việc di rời các hộ dân có kiosk, nên mới có tình trạng tòa nhà xây xong nhưng không thể sử dụng vì không có lối ra vào. Nên hoàn thành xong vẫn quây tôn lãng phí, đồng thời làm nhếch nhác bộ mặt đô thị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định 2691 về việc cưỡng chế thu hồi đất dãy kiosk này để thực hiện dự án xây dựng hè đường với diện tích đất thu hồi khoảng hơn 514m2 tại địa chỉ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền. Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận Hai Bà Trưng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt có 40 công trình, dự án, tổng diện tích 51,38 ha. Trong đó, dự án xây dựng hè đường này có thời gian thực hiện 2021 đến 2023. Dự án do Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, sau khi hoàn thành thu hồi đất dự án xây dựng hè đường, tại đây thực hiện lát hè bằng đá tự nhiên. Ba quần thể Flamingo đồng loạt khai trương năm 2024. Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill 3 sao, Flamingo Tân Trào. Siêu tiến độ, siêu sản phẩm, siêu chính sách, siêu hiệu quả. Lợi nhuận kép chỉ với 15% đầu tư ban đầu. Tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi lên đến 40% giá trị hợp đồng. Check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội. Nhà phát triển bất động sản uy tín với 300 giải thưởng hàng đầu thế giới. Flamingo, thành phố của điểm đến check-in, nghệ thuật và thương mại hiệu quả. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày 24 tháng 11 xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.